Vâng, xin chào tất cả anh chị các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đến với bài học đầu tiên trong khóa học xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng Internet, mạng xã hội trong thời kỳ 4.0 để giúp các anh chị và các bạn có thể bán được hàng nhiều hơn, có thể kinh doanh tốt hơn và có cái uy tín thương hiệu ở trên mạng. Chúng ta có rất nhiều cái điều kiện thuận lợi trong việc tìm kiếm việc làm, tìm kiếm đối tác, tìm kiếm các nhà đầu tư, tìm kiếm các cơ hội kinh doanh và bán được nhiều hàng hơn. Vâng, đấy là ý nghĩa của khóa học này. Và bài học đầu tiên thì tôi sẽ giới thiệu với các anh chị và các bạn những nội dung rất căn bản. Đầu tiên thì tôi sẽ nói là thương hiệu là gì. Sau đó tôi sẽ nói đến thương hiệu cá nhân là gì. Và cái đặc tính như thế nào của thương hiệu cá nhân, đúng không ạ? Thế thì đầu tiên ấy, chúng ta thấy là chúng ta search Google một cái thì chúng ta thấy là chúng ta tìm cái từ là thương hiệu là gì thì nó có rất là nhiều ở trên mạng. Thì tôi sẽ trình bày với anh chị và các bạn hai cái định nghĩa tương đối là nổi tiếng và phổ biến và được nhiều người chấp nhận. Bởi vì cái khái niệm về thương hiệu có rất nhiều người định nghĩa khác nhau, có rất nhiều tổ chức khác nhau, đúng không ạ? Thì theo Hiệp hội Marketing của Hoa Kỳ, người ta định nghĩa là như thế này. Thương hiệu là một cái tên, một cái từ ngữ, đúng không ạ? Một cái dấu hiệu, một cái biểu tượng mà hoặc là một cái hình vẽ hay là một cái tổng thể các yếu tố ở bên trên vừa trình bày đó nhằm xác định một cái sản phẩm hoặc một cái dịch vụ của một hay là một nhóm các cái sản phẩm hay là một cái dịch vụ của một hay là một nhóm những người bán hàng khác nhau để phân biệt sản phẩm hoặc là dịch vụ với cái đối thủ cạnh tranh. Đấy. Những người bán ở đây có thể là cá nhân, có thể là doanh nghiệp, có thể là một nhóm, có thể là tổ chức. Đấy, thì đấy là ý nghĩa của thương hiệu theo định nghĩa của Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ. Thế còn cái định nghĩa thứ hai là theo tổ chức sở hữu trí tuệ WIPO. Tại sao cái tổ chức này lại quan trọng và phải đưa ra định nghĩa? Bởi vì các anh chị và các bạn biết rằng là WIPO là một cái tổ chức mà người ta chuyên chứng nhận quyền sở hữu trí tuệ và thương hiệu thì là liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, đúng không ạ? Thế thì WIPO có định nghĩa như thế này: thương hiệu là một dấu hiệu, ở đây có thể là bao gồm là hữu hình hoặc là vô hình, đặc biệt để nhận biết một cái sản phẩm hàng hóa hay một cái dịch vụ nào đó đang được sản xuất bởi một cái đơn vị, một cái cá nhân hay một cái tổ chức nào đó, được chưa ạ? Đối với doanh nghiệp thì thương hiệu là khái niệm, là ý niệm, là quan niệm của người tiêu dùng về một cái sản phẩm, về một cái dịch vụ nào đó trong cái quá trình mà họ tìm kiếm sản phẩm để họ mua hàng. Thì thương hiệu là một cái tài sản vô hình rất là quan trọng và có giá trị đối với các cái doanh nghiệp, đối với các cái tổ chức hoặc là các cá nhân. Thì ở Việt Nam ấy, cái việc định giá thương hiệu thì hiện nay là vẫn còn đang rất là mơ hồ. Đã có rồi nhưng mà vẫn còn đang rất mơ hồ. Nhưng mà ở nước ngoài thì định giá giá trị thương hiệu của họ là họ làm rất là sớm, đúng không ạ? Thậm chí có những thương hiệu được định giá rất là cao, có những thương hiệu được định giá lên tới hàng chục tỷ đô la, đúng không ạ? Đấy là do cái giá trị thương hiệu họ đem lại. Thế thì chúng ta có thể thống nhất với nhau là thương hiệu nó là một cái tên, một cái biểu ngữ, một cái dấu hiệu, đúng không ạ? Để mà phân biệt một cái sản phẩm này hoặc là một cái dịch vụ này với một cái sản phẩm này khác và một cái dịch vụ khác của một cái doanh nghiệp A đối với một cái doanh nghiệp B. Thế chúng ta sẽ hiểu đơn giản như này, chẳng hạn như trong lĩnh vực điện thoại thì chúng ta có thương hiệu Apple là iPhone, đúng không ạ, với cái biểu tượng quả táo cắn dở. Thế thì thương hiệu Nokia với cái biểu tượng là cái chữ Nokia viết, đúng không ạ, hoặc là thương hiệu Samsung với cái biểu tượng là chữ Samsung viết, nó gọi là typo đấy, đúng không ạ. Thế rồi thì HTC hay là Xiaomi hay Oppo vân vân. Với các cái cách thể hiện về mặt thương hiệu, về mặt màu sắc, về mặt thiết kế và nhận diện là khác nhau. Thế thì đấy là tạo ra những cái giá trị thương hiệu và cũng như là cái cảm nhận của khách hàng khác nhau. Đấy. Thế bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái câu hỏi quan trọng của cái bài học này. Đấy là thương hiệu cá nhân là gì? Sau khi chúng ta đã hiểu về thương hiệu nói chung thì chúng ta biết rằng là thương hiệu trước đây là được sử dụng cho sản phẩm, dịch vụ, doanh nghiệp, chứ ít khi người ta đề cập đến thương hiệu cá nhân. Nhưng kể từ thời điểm mạng xã hội phát triển năm 2018 là Facebook bắt đầu là phát triển mạnh khi mà xây dựng cái hệ thống mạng xã hội của mình. Trước đó thì cũng có những cái mạng xã hội như là HiFi hoặc là MySpace hay là Orkut vân vân. Nhưng sau này thì Facebook ra đời và xoán ngôi tất cả những cái mạng đó. Hiện nay những mạng đó cái lượng người dùng rất là ít, đúng không ạ? Thậm chí kể cả Google Plus là một cái mạng xã hội của tập đoàn Google rất là mạnh nhưng mà cũng không có người sử dụng nhiều như là Facebook. Thế thì từ đó lúc đấy thì Facebook, YouTube, Instagram vân vân
nó sẽ giúp cho mọi người có thể kết nối với nhau, và những người nổi tiếng có thể có hàng triệu, hàng trăm triệu lượt theo dõi. Và lúc này cái khái niệm về thương hiệu cá nhân người ta đề cập đến rất nhiều, và người ta đặt ra câu hỏi là thương hiệu cá nhân là gì, đúng không ạ? Thế thì thương hiệu cá nhân là một cái khái niệm mà nó cũng không phải là quá mới, nhưng nó cũng không phải là quá sớm, bởi vì là chúng ta, như tôi nói, khoảng 10 năm trở lại đây thì người ta mới nói nhiều ở trên thế giới, và ở Việt Nam thì tôi nghĩ khoảng 5 năm trở lại đây thì người ta mới đề cập đến cái người, điều đó rất là nhiều. Thì trước đây thì người ta không quan trọng lắm. Đấy. Thế thì cái thương hiệu cá nhân là người ta nói là đấy là cái thương hiệu của một con người, hay còn gọi là nhân hiệu. Thế thì các dấu hiệu của thương hiệu cá nhân đây là chính là gì? Cái sự tưởng tượng, cái sự nhớ, cái sự hiểu biết, cái sự đánh giá của một hay nhiều người khác nghĩ về chính bạn, để phân biệt bạn với những người khác trong những lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Thí dụ như là anh Phan Anh được mọi người biết đến là một chuyên gia về marketing online, chứ anh Phan Anh không được biết đến là một chuyên gia về nhiếp ảnh hay là một chuyên gia về công nghệ, đúng không ạ? Đấy, ý tôi là như vậy. Thì đấy, cái đấy gọi là cái định vị thương hiệu cá nhân. Đấy. Thế thì thương hiệu cá nhân các anh chị có thể hiểu rằng là đây là tổng hợp những cái yếu tố, những cái dấu hiệu và những cái giá trị về mặt niềm tin, về mặt cảm xúc vô hình, đúng không ạ? Mà tri giác, xúc giác mà một những người nào đó nói về một cá nhân nào đó. Đấy. Nó thương hiệu cá nhân nó cũng giống với thương hiệu sản phẩm và dịch vụ ở chỗ là nó cũng có thể có những cái logo, những cái slogan, những cái cảm xúc, những cái định vị. Về cơ bản thì cái định nghĩa thương hiệu cá nhân và thương hiệu sản phẩm và dịch vụ thì tôi nghĩ là nó khá là gần nhau, và cái cách thức xây dựng nó cũng khá là giống nhau. Bạn xây dựng thương hiệu cho sản phẩm và dịch vụ như thế nào thì đối với thương hiệu của con người thì tôi nghĩ về cơ bản là rất giống nhau. Tất nhiên nó cũng có những cái điểm khác, nhưng mà chúng ta thấy rằng là về cơ bản cách thức nó sẽ gần gần giống nhau. Chẳng hạn như là thương hiệu doanh nghiệp thì bạn buộc phải quảng cáo, bạn phải thiết kế logo, bao bì, bảng biểu, bạn phải viết các câu chuyện, telling story này kia, đúng không? Thế thì thương hiệu của cá nhân bạn cũng phải làm như vậy, chứ không phải tự dưng là bạn nổi tiếng, đúng không? Đấy. Thế thì một cái câu hỏi nữa là tại sao chúng ta cần phải xây dựng thương hiệu cá nhân? Bởi vì các bạn biết rồi, một cái bài twist của Elon Musk có thể giúp cho cổ phiếu của doanh nghiệp tăng lên cả tỷ đô la. Một cái bài twist hoặc là một cái bài đăng Instagram của một cái người nổi tiếng, một nữ tỷ phú tự thân rất nổi tiếng, cô út của nhà Kim Vanessa, đúng không ạ? Thì có thể là bán được cả đơn hàng cả trăm triệu đô. Bởi vì hiện nay cô ta bán mỹ phẩm ở trên Instagram bằng cách là đăng bài, đăng hình của cô ta lên, sau đó mọi người mua hàng bằng cách truy cập vào website. Hoặc là ở Việt Nam thì những cái MC nổi tiếng, những người nổi tiếng có thể huy động hàng chục tỷ để làm cái tài trợ cho chương trình từ thiện, đúng không ạ? Hoặc là họ có thể là kiếm tiền từ một bài post trên Facebook, một bài review ở trên website, hoặc là một bài đánh giá ở trên YouTube, họ có thể kiếm được tiền. Họ post bài thì có nhiều người mua hàng. Họ làm gì cũng rất là dễ, bởi vì họ có uy tín, họ có thương hiệu cá nhân, họ có cái sự hiểu biết, họ có cái sự theo dõi của rất nhiều người, hàng chục ngàn đến hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu người. Họ có fan hâm mộ, trước đây phải là ngôi sao bóng đá, phải là showbiz ca nhạc, phải thế này thế kia thì mới có fan. Bây giờ bất kể ai cũng có thể có fan của riêng mình, nếu như họ có một cái lối sống, họ có một cái phong cách, họ xây dựng thương hiệu cá nhân tốt, thì giúp sâu rộng ra là giúp thuận lợi trong tất cả mọi thứ, thuận lợi trong công việc, thuận lợi trong kinh doanh, thuận lợi trong các mối quan hệ. Nếu họ đầu tư, họ kêu gọi vốn rất dễ. Nếu họ bán hàng, họ kêu gọi khách hàng rất dễ. Nếu họ cần tìm kiếm sự trợ giúp, họ có nhiều đối tác. Đấy chính là cái lợi của thương hiệu cá nhân. Vì vậy chúng ta cần phải xây dựng thương hiệu cá nhân. Mà khi có thương hiệu cá nhân thì chúng ta bán được hàng mà chúng ta không cần phải làm quảng cáo quá nhiều. Tất nhiên chúng ta vẫn sẽ làm quảng cáo, bởi vì quảng cáo là một hình thức bán hàng rất là tốt. Nhưng mà cũng có cái hình thức bán hàng không quảng cáo. Thì lúc này, anh Phan Anh
ở anh A, ở chị B, tôi biết, đúng không? Anh ấy rất là uy tín, sản phẩm rất là tốt, vân vân, thì tôi có thể mua. Đấy. Giúp dễ kiếm tiền hơn, giúp công việc kinh doanh thuận lợi hơn, rất là nhiều. Các bạn hãy nhớ điều đấy, được chưa ạ? Thế vậy thì những ai cần phải xây dựng thương hiệu cá nhân? Thì theo tôi, tất cả mọi người đều có thể xây dựng thương hiệu cá nhân. Không phải là showbiz, không phải là cầu thủ bóng đá hay không phải là chính trị gia mới cần, bất kỳ ai cũng có thể cần, đúng không? Thế còn những người mà hoạt động trong lĩnh vực giải trí như là cầu thủ bóng đá đấy, rồi thì ngôi sao showbiz ca nhạc, rồi thì doanh nhân chính trị gia, các diễn giả, nhà khởi nghiệp, nhà kinh doanh, những người bán hàng online, thậm chí kể cả những sinh viên, những người không có nhu cầu cũng có thể. Hoặc là như tôi là giảng viên đại học, tôi là CEO của một công ty, tôi cũng cần xây dựng thương hiệu cá nhân để tôi kinh doanh, để tôi bán hàng. Hoặc đơn giản để tôi cảm thấy thỏa mãn cái niềm đam mê, cái sở thích của tôi thôi. Bởi vì ở trên mạng Internet nó có thể cho bạn trở thành bất kỳ ai bạn muốn. Nó có sẵn các nền tảng miễn phí, nó có sẵn người dùng, nó có sẵn các fan hâm mộ. Có điều là họ không hâm mộ bạn mà thôi. Vì vậy bạn hãy chú ý là bạn hãy kinh doanh, bạn hãy bán hàng, bạn hãy kiếm tiền. Và để làm được điều đấy một cách tốt nhất thì bạn hãy chú trọng vào việc xây dựng thương hiệu cá nhân. Đấy. Thế thì ngoài cái góc độ thương hiệu thì nó có là ví dụ như là thương hiệu doanh nghiệp là corporate brand, đúng không? Product brand là thương hiệu sản phẩm. Hay service thì personal branding, còn gọi là nhân hiệu hay là thương hiệu cá nhân, đều cái chịu sự tác động giống nhau của các cái quy luật xây dựng thương hiệu. Đấy, như tôi đã nói lúc trước là về cơ bản nó khá là giống nhau. Đấy, tuy nhiên con người thì nó có cái tính phức tạp hơn, nó có tính nhân văn hơn và nó có cá tính hơn, thì nó cũng có những cái sự khác biệt nhất định. Nhưng về cơ bản thì nó không có gì quá là khác biệt hay quá khó. Bạn hãy tưởng tượng xây dựng thương hiệu cá nhân thì giống như bạn làm thương hiệu cho sản phẩm. Sản phẩm là tôi, là thương hiệu của tôi tên là A, là B, là C. Bởi vì tên tôi là A, là B, là C. Thì tôi phải định vị thương hiệu, tôi phải bắt đầu những cái bước đầu tiên. Thế thì tôi xin phép được kết thúc cái bài học này, một cái bài học lý thuyết để giúp các bạn hiểu là thương hiệu là gì. Đấy, theo cái định nghĩa của Hiệp hội Marketing hoặc là theo định nghĩa của Weibo. Và sau đó thì nhân hiệu là gì? Và tại sao chúng ta cần phải xây dựng nhân hiệu và những cách thức của nó? Thì đấy là ta kết thúc cái bài này. Và những bài sau thì chúng ta tiếp tục. Tôi sẽ giới thiệu với các bạn những cái nội dung khác nữa. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.